Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Bây giờ thì mình sẽ nâng cấp em Sukuna của mình lên để xem là nâng là bao nhiêu sao tối đa đây. Hiện tại là nâng cấp là phải cần một em Paperback 5 sao, một em phôi chỉ định thì thành ra là cũng hơi khó khăn một chút đấy. Để mình xem nào, dưới này có những cái phôi gì nào. Ui, đặt nhanh luôn được. Chọn nha, tăng sao này. Ok nhá, thế là lên được 6 sao rồi anh em ạ. À đúng rồi, trong lúc nâng sao đấy, anh em lưu ý nhá, click vào con tướng xong khóa lại những cái vị tướng hiếm ấy, sau này chúng ta sẽ cần này. Đấy, tất cả những vị tướng hiếm là anh em khóa hết lại. Mình cũng sẽ khóa luôn này. Ok chưa? Đấy, còn lại mấy con tướng cùi bắp này thì mình hoàn toàn có thể dùng làm phôi được nhá. Chứ còn lúc này nó hiện ra cả đây này, mấy ông này nữa thì thôi căng lắm anh em ạ. Rồi, bây giờ thì sẽ tiếp tục là nâng sao lên 7 sao nha, đặt nhanh luôn này. Chọn tăng sao. Wow, lên được 7 sao rồi anh em ạ. Ngon lành cành đào nha. Để nâng lên được 8 sao thì mình sẽ cần một em tướng cùng phe 6 sao và sẽ cần thêm 3 em tướng 5 sao nữa anh em ạ. Nâng vào tướng lên xem nào. Lên fast level 145 xem nào. À 165 luôn này. Ok. Wow, nâng cấp về thiếu XP ghê anh em ạ. Dã man phết đấy. Trang bị xem nào. Ở đây mình đã mở được hai cái nhẫn này. Cứ mắc công thôi. Tiếp tục là công. Công và công nha anh em. Rồi, ngon lành cái nào đấy. Bây giờ thì mình sẽ đi test thử sức mạnh của Sukuna khi mà lên được 7 sao sẽ như thế nào anh em nhá. Lên luôn em ơi. Kính đầu hàng luôn cho chất. Chiến luôn. Lúc nãy ải này là mình chưa vượt qua được này. Nhưng bây giờ lên được level 140 rồi, nhìn nó phải khác bọt hơn. Mấy em đằng sau thì bắt đầu thấy rung động hết rồi. HP biết tụt đi không phanh, nhưng có em Sukuna vẫn khỏe nha. Ulti đi xem nào. Uầy, đau đấy. Một combo kết liễu luôn. Ái à, ghê nhỉ. Anh em có thể thấy là với những cái vị tướng mà không nâng được sao thì nó sẽ rất là khó. Nhưng mà với Sukuna nâng lên 7 sao cái chỉ số của nó khác bọt ngay. Rồi, đánh thường này. Cố lên em ơi. Nộ phát nữa xem nào. Một cân tất cả đấy. Đấy, uầy, đau vãi. Kinh à. Ngon đấy. Này à, uầy. Bây giờ cái chữ nhà anh em nhỉ. Rồi, chú cụ phát nữa là vượt qua được ải đây ngay này. MVP ngay. Uầy, chứng tỏ là tướng ở giai đoạn đầu thì cực kỳ quan trọng đến cái việc tăng sao anh em nhá. Mình thấy tăng sao xong là nó khác bọt hẳn đấy. Mấy em tướng kia không tăng được sao cái là nằm xuống ngay. Nhưng với Sukuna thì vẫn ăn được. Boss chiến ra nào. Quả này phải chiến boss rồi. Chiến boss thì sẽ không bỏ qua được anh em nhá. Ok luôn. Hợp lý luôn. Với cái đội hình ở thời điểm hiện tại thì mình để Sukuna đứng một mình hàng đầu rồi. Đúng đắn quá rồi còn gì nữa. Ồ, bên kia đội hình cũng căng thẳng đấy. Ai à. Chật. Rồi, một múc này. Ui à. Đây này, Todo này. Đấm khá gắt anh em nhé. Rồi. Ây à. Không nâng được sao cái. Không ăn thua ngay. Khi mà chúng ta nâng được sao lên, skill nó tăng bậc lên cái, nó làm một cái gì đó cực kỳ khác bọt anh em nhé. Chiến luôn. Uầy, sức mạnh của chú cụ à. Ok, uầy, hay trâu nhở. Trâu đấy. Ui ôi, đánh chưa có 333 điểm sát thương này. Cố lên Sukuna này, trông chờ tất vào mày đấy. Trông chờ tất vào ông đấy. Ui đau nha. Quả skill đấy bạo kích, đau thật. Ok. Ok. Được nhở. Hợp lý anh em ạ. Thế thì điều quan trọng nhất của chúng ta ở giai đoạn đầu là gì anh em biết không? Là phải chơi những vị tướng nào mà có thể nâng cấp được sao lên thì nó mới hợp lý. Tuy nhiên là phôi thì ít, thế cho nên là anh em lưu ý nhá, chỉ dồn tài nguyên được một em thôi. Lúc đầu thì mình có nâng cấp đều các em kia lên level 100, nhưng đến thời điểm hiện tại thì mình thấy là cứ em nào nâng cấp được sao lên, ví dụ như Sukuna này, lấy một em sau đó nâng cấp lên tầm, chỉ cần qua được cái giới hạn đầu tiên á, là nâng cấp lên 6 sao thì lên 7 sao nó sẽ dễ hơn. Sau đó dồn tài nguyên nâng cấp level cho em nó là ổn luôn này. Đấy, lên 7 sao là skill này lên level 3 cái anh em thấy sự khác bọt luôn không?
chất chơi nghỉ rơi thực sự luôn anh em nhá. Được đấy. Rồi, để mình check thử xem là có nâng cấp được em nào trong phe lên 6 sao hay không anh em nhá. Trong túi đồ của mình hình như vẫn còn này. Mảnh này, đây rồi. Ghép nhanh luôn. Xem là được những em tướng gì nào. Wow, ui, gói trưởng thành 5 sao à. Ui, Nanami đặc vụ luôn này. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ui. Ok, không được cái vị tướng hiếm nào thì phải anh em ạ. Giải phóng thí nghiệm dị năng xem nào. Đây, không có vị tướng nào ghép vào lên 6 sao cả anh em ơi. Mấy vị tướng này không lên được này. Quay phết nhỉ. Todo này. À, thiếu Miguel đúng không? Đấy, mình ghép lên Miguel anh em ạ. Rồi, đặt nhanh luôn này. Ghép. Ngon này, ngon này. Ok anh em ơi, đấy. Thế là mình ghép được Todo lên rồi này. À, nãy là mình khóa mất tướng rồi. Thôi thì để chơi em Sukuna thì phải hy sinh Todo thôi anh em ơi. Chọn một trong hai anh em nhá. Rồi, bỏ hết đi xem nào. Đây, mở khóa luôn này. Ok, tiếp tục thanh niên này. Tiếp tục là mở khóa. Thế là giờ mình có thể ghép được rồi đấy. Phòng thí nghiệm dị năng. Đây rồi, Todo. Ba em tướng à. Ok, chọn luôn này, ghép. Uầy, thế là có một em phôi 6 sao nữa rồi. Căng thẳng quá anh em ơi. Giờ tiếp tục là mình sẽ nâng cấp cho Sukuna lên 8 sao anh em nhá. Wow, bồi dưỡng, nâng cấp sao. Đây rồi, đặt nhanh này, chọn Todo nữa. Trời ơi, xác nhận luôn. Tiêu Todo luôn nha anh em. Tăng sao đi. Wow, lên 8 sao. Skill này đã lên được level 3. Quên mất tên skill là gì rồi. Để mình đọc lại quả skill xem nào. Đây, Nguyên Vương công tăng 40%, bạo tăng 20%. Ui, chỉ số tăng nhiều đấy anh em ơi. Và level là mắc là được 185. Thế thì mình sẽ đi thu hồi mấy con kia. Ok này, bây giờ mình sẽ đi reset level cho mấy con kia, lấy tài nguyên nâng cấp mắc cho Sukuna anh em nhá. Ok, may quá, trước level 100 thì reset vẫn cứ là miễn phí anh em ạ. Level 74 này. Ôi dồi ôi, tuyệt vời. Ngon. Rồi, đâu nhỉ? Yuta, thôi thì Yuta cũng phải hy sinh cho Sukuna thôi. Ơ kìa, đội hình có ít nhất một tướng là sao? Như nào? Rồi, để mình check sơ qua nhé, bởi vì có nhiều đội hình lắm này. Đầu tiên là trong đấu trường này. Đấu trường, đội hình thủ này. Ơ, đấu trường của mình thì có ở đây thế. Chú cụ. Khoan nha, chú cụ. Phải chọn cái khác đây, chọn cái này đi cho hợp lý này. Lưu đội hình nha. Rồi, ok. Ơ, ảo nhỉ. Vừa mới đổi đội hình lại một tí cái là ok, reset lại được luôn nhân vật. Ảo vãi trưởng anh em ạ. Rồi, giờ mình sẽ all-in mắc vào Sukuna xem như thế nào nha. Tăng cấp tướng lên nào. 145 này. 50. 155. Uầy. Lên là 159 anh em ạ. Còn không đủ lên 160 cơ. Lại tiếp tục là đi vượt ải xem nào. Trang bị đeo nhanh phát. All-in là một em khi vượt ải dễ hơn đấy. Chiến đấu này. Bỏ hết mấy em dâu ria đi. Rồi. Chiến đấu. Lực chiến trừ 77k nhưng mà một mình em Sukuna cân tất. Ôi dồi. Đấy. Ngon ngay. Chấp hết nha anh em. Thử xem nào. Ủa đi. Ui đau đấy. Uầy, thằng này nó có hồi sinh à? Hay là đấy là hiệu ứng skill của nó nhỉ? Nhìn trông kiểu là nó được hồi sinh vậy. Ây à, đau nha. Ây à, chú cụ. Ủa ôi, sức sát thương chú cụ không ăn thua cho lắm. Ây à. Ây à. Ây à. Ok, không sao nha. Ăn được, đấy chỉ cần tiêu diệt cái thằng này thôi. Là hai thằng sau này dễ đánh này. Một phát là đi luôn. Đó, đơn giản. Càng đấy. Wow, thế thì mình sẽ dồn tài nguyên và tiếp tục mình nâng cấp cho Sukuna lên xem như thế nào anh em nhé. Kế hoạch vực sâu. Ồ, có một cái chiến lệnh nữa được mở khóa này. Mình là nếu như anh em đu top thì nên đầu tư vào mấy cái chiến lệnh trước. Bởi vì những cái chiến lệnh này thì nó sẽ giúp cho mình có được rất là nhiều mảnh. Đấy, ghép ra thì được rất là nhiều phôi nha anh em.
Để mình xem sao là nâng cấp được lên 9 sao thì chúng ta cần những cái gì nè. Ồ, mình sẽ cần thêm một em Sukuna nữa này, 2 phôi 5 sao và tiếp tục là một phôi 6 sao nữa nha anh em. Ok, nhìn chung thì mình thấy Sukuna sau khi mà nâng cấp được sao lên thì cũng là một em sát thủ khá là mạnh đi vượt ải giai đoạn đầu game nhé. Nên nếu như anh em mà có được em Sukuna này nhiều phôi á, tầm 2-3 phôi ở đấy, có thể là nâng cấp lên. Thế anh em cứ tự tin chơi ở giai đoạn đầu game nhá. Ok, chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên ấn đăng ký kênh. Cũng như là nếu như anh em muốn mình review về vị tướng gì thì để lại comment ở bên dưới nha. Mình sẽ cố gắng sở hữu vị tướng đó và review cho anh em nha. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.